Các bạn thân mến, thì khi mình lên kế hoạch thực hiện assessment đó thì các bạn có thể là dùng bất cứ phần mềm nào nha, miễn làm sao các bạn cái đó là một cái plan cụ thể và chi tiết. Ví dụ như tôi sử dụng Canva, đây là phần mềm mình có thể làm bất cứ cái thứ gì. Ví dụ mình có thể thiết kế hình ảnh, mình có thể thiết kế video, mình có thể làm cái bản thuyết trình ha. Mình đăng nhập bằng cái tài khoản FPT rồi mình acti lên là cái phiên bản pro là ok. Rồi, mình có thể là làm cái bằng cái thuyết trình này nè. Lít vô menu thuyết trình ha. Rồi, lít vô bảng thuyết trình ha. Đa số các bạn biết này hết rồi gì? Rồi, tôi sẽ làm nhanh nha. Rồi, ví dụ như tôi chọn một cái template bản thuyết trình đơn giản, ví dụ tôi chọn cái này. Đó. Rồi bắt đầu tôi tạo một cái line mới. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ ghi, ví dụ như đây là dự án hoặc là Moon 1013 ha. Thiết kế hình ảnh Photoshop. Thiết kế hình ảnh ha với Photoshop. Các bạn ghi dấu giùm ha. Tôi ghi ẩu không được dấu ha. Rồi, nhóm thực hiện. Nhóm thực hiện ha. Tôi mở cái Unicay lên cái được. Rồi, nhóm thực hiện. Ồn quá nha. Hai chấm. Ví dụ mình cái tên nhóm mình là tên gì, mình để tên nhóm mình vô. Rồi, dấu trừ giảng viên hướng dẫn. Đó, vui lòng để tên giảng viên hướng dẫn vô. Đấy, thế là mình xong được cái bìa. Các bạn hình dung không? Rồi, bây giờ mình mới vô từng cái slide nè. Thì mình có thể chọn thêm. Rồi, mình kéo thả những cái slide nào mình thấy nó hợp với nội dung của mình đang trình bày ha. Rồi, chủ đề thực hiện hoặc là thành viên ha. Chủ đề đi. Đó, chủ đề thực hiện. Ví dụ như mình là quảng cáo online. Đó. Ví dụ như này mình không để chủ đề mà mình để là X-Men. Đó. Khuyến mãi, chương trình khuyến mãi. Ví dụ như vậy ha. Quảng cáo online. Rồi ở đây mình để là sản phẩm. Rồi, ví dụ như mình nêu một cái nữa, mình để hình minh họa vô ha. Rồi, ví dụ như cái trang này, đứng trước trang này đi. Rồi, cái trang này là thành viên, thì mình lựa những cái trang nào mà nó hợp với bút cục mình định làm á. Thì ví dụ đây là thành viên nhóm. Nó rất là dễ làm các bạn, cái này á. Đó, thành viên nhóm, ví dụ như vậy ha. Ví dụ nhóm mình tên gì đó, 1, 2, 3 gu chẳng hạn vậy ha. Rồi ở đây là mỗi hình mỗi người để vô. Rồi tên người vô đây, ví dụ như Nguyễn đó. Ví dụ như Vân đó. Mình lấy cái bố cục này mà nó hợp á mình làm ha. Nguyễn, Vân, Kiều ha, An đó, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình nói cái gì sau khi mình có cái chủ đề xong rồi nè. Cái này là chủ đề nè. Rồi bây giờ là cái plan thực hiện nè. Plan thực hiện thì tôi sẽ chọn một cái nào nó có cái thứ tự. Ví dụ như cái này đi. Cái này. Đó. Quá trình thực hiện hoặc là bộ sản phẩm thiết kế. Sản phẩm thiết kế. Mình là thiết kế quảng cáo online ha. Thì thứ nhất là các bạn phải thực hiện cho tôi cái landing page nha. Landing page là điều bắt buộc ha. Đó, landing page. Rồi trong landing page này nó có cái gì thì các bạn ghi cụ thể ra. Hình ảnh, hình sản phẩm,
Đó, ghi cụ thể các hạng mục ra các bạn. Hình minh họa, giới thiệu sản phẩm. Đó. Rồi chi tiết. Ví dụ như vậy. Landing page là cái trang mà nó dài dài á. Rồi, landing page là bắt buộc ha. Cái thứ hai là mua quảng cáo. Banner. Đó, banner thì mình đặt ở đâu? Ví dụ như trên những cái trang người ta đọc nhiều đó, các bạn liệt kê ra một số trang. Ví dụ tôi mua, tôi đặt trên trang zin.vn, tôi đặt trên tuổitrẻ.vn. Rồi, kích thước của zin này là, kích thước banner này là bao nhiêu? Mình ghi ra, ví dụ như kích thước. Kích thước bao nhiêu ghi ra ha. Rồi, nó tồn tại trên trang nào ghi ra. Rồi, tiếp theo, hạng mục thứ ba là mình sẽ là quảng cáo social ha. Mạng xã hội, Facebook đi, quảng cáo Facebook. Rồi, mình cũng để là kích thước. Các bạn hiểu không? Rồi xong cái mình có thể làm thêm một cái app. Đó, thì cái app này có bao nhiêu chuyên mục? Ví dụ như là có hình ảnh, có giới thiệu, nó giống như bên đây, giống landing page, nhưng mà mình làm bằng app. Đấy, hoặc là có danh sách sản phẩm mới. App thì mình làm hơi nhiều xíu. Đó, ví dụ như vậy ha. Ví dụ nhóm mình chỉ làm 4 hạng mục như thế này thôi. Các bạn liệt kê ra 4 hạng mục như thế này thôi. Rồi, cái này là cái liệt kê hạng mục để làm. Rồi bắt đầu like tiếp theo. Mình sẽ đưa cái hình minh họa vô. Đó, ví dụ như chụp cái màn hình Facebook, chụp màn hình website để dán vô đây ha. Vị trí post, vị trí banner quảng cáo. Rồi các bạn dán vô đây ha. Cái hình này thì nó có thể là nó dài tới đây cho nó đẹp luôn. Đó, vị trí quảng cáo. Để chữ lên đây đi. Đó, có bao nhiêu trang thì mình chụp màn hình mình để lên đây ha. Một hình, hai hình, ba hình. Có bao nhiêu hình các bạn đưa lên đây. Rồi ví dụ như là cái này, lấy cái mẫu này. Cũng y chang giống như kia thôi ha. Tức là các bạn phải có cái hình, cái trang web mà các bạn sẽ làm banner. Đó. Rồi các bạn mà làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang vậy thôi. Là xong cái kế hoạch của mình á. Alo. Các bạn hiểu cái cách làm không ạ? Không hiểu cái nào mình hỏi lại các bạn. Sao em? Thì cái mình liệt kê vậy thôi em, mình liệt kê kích thước mình làm thôi. Rồi, nhưng mà banner này mình đặt ở đâu? Thứ nhất là đặt ở trên mấy cái trang người ta theo dõi nhiều. Thứ hai là đặt trên những cái trang mạng xã hội. Ha? Facebook, Instagram, YouTube. Các bạn lấy cụ thể một trang luôn. Một fanpage luôn. Các bạn chụp lại màn hình cái đó đó. Rồi mình để qua bên đây nè. Để qua mấy cái trang này nè. Để biết là chừng nữa mình thiết kế banner đó kích thước nhiều, đặt ở đâu. Ha? Rồi chừng nữa mình thiết kế xong cái mình mốc cúp vô là ok. Hình dung không? Rồi. Điện thoại. Cái app thì các bạn đưa cái điện thoại vô. Lấy một cái điện thoại mốc cúp vô để vô. Ha, tức là mình có 4 cái sản phẩm đúng không? Rồi mình sẽ có 4 cái hình minh họa như thế này nè. 1, 2, 3, 4. Các bạn đưa vô. Và các bạn cố gắng là các bạn tìm cái cách là mình thiết kế những banner nó khác kích thước. Ví dụ banner ở trên xin tuổi trẻ thì các bạn thiết kế dài dài. Banner Facebook các bạn thiết kế vuông vuông hay là hình chữ nhật gì đó là ok. Thì có hai loại banner ở đây ha, một dài với một vuông với chữ nhật là được rồi. Rồi có thêm một cái app nữa. Nếu cái nhóm mình nó có nhiều người, 3 người, 4 người, nhóm 2 người chỉ cần làm này với này thôi là ok rồi. Nhóm 1 đến 2 người ha. Rồi, để tôi ghi quy định tí xíu. Rồi, nhóm 1 đến 2 người thực hiện 1 và 2.
Rồi, nhóm 3 đến 4 người. Rồi, nhóm mà một người thực hiện 3, 4, vân vân, có thể thực hiện thêm nữa. Đây, cái này yêu cầu 1 nè. Tôi ghi cái này vô số 1 để các bạn nhớ. Số 1. Số 1 ha. Landing page là bắt buộc làm. Banner quảng cáo trên các trang tin cũng bắt buộc làm. Banner quảng cáo trên mạng xã hội cũng bắt buộc làm. Các bạn có thể chọn TikTok, Instagram, Facebook, YouTube thoải mái. Rồi, các bạn khuyến khích làm thêm cái app. Mình sẽ tìm coi kích thước app mình thiết kế như sao ha. Rồi mình sẽ để nội dung gì. Đó. Cái phần này để phía trước đi. Để đây nó không hiểu. Thêm tiêu đề phụ. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái này làm giống giống vậy ha, mà lấy mẫu khác mình làm nhóm 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa ngồi làm. Thì đây là kế hoạch thực hiện assignment. Các bạn nhớ ha, cái này là kế hoạch thực hiện assignment, tức là mình chưa có làm gì chứ á, mình chỉ báo cáo cái kế hoạch mình thực hiện cái gì, rồi sau đó là mình móc cúp một số cái sản phẩm vô đó. Đó, cái banner mình có thể để trống luôn nha các bạn nhé. Mấy cái này mình đã làm ở bài số 1 rồi, bây giờ mình chỉ cần ngồi mình sợt lại mấy cái trang đó đó, chụp màn hình, rồi cái phần banner á mình để trống luôn, mình để nguyên cái ô banner trống luôn, mình để kích thước trong đó là ok. Hình dung không? À, giống như ví dụ như giống như là zin đi, tôi làm cụ thể luôn cho các bạn dễ hình dung nè. Trang zin đi, rồi tôi muốn mua quảng cáo, tôi đặt ở đây nè, là cái vị trí dưới này nè, đầu tôi để đây nè, tôi chụp màn hình nè ha, rồi tôi để vô Photoshop nè. Kế hoạch là nó phải cụ thể vậy các bạn. Rồi tôi mới vẽ cái banner đây nè, kích thước bao nhiêu nè. Đó, các bạn coi tôi làm luôn ha, làm cho nó giống luôn nha. Cho nên mình làm một mình cũng được ha, làm hai người cũng được, ba người cũng được, bốn người cũng được, tối đa là bốn người thôi nghe, không làm nhiều nha. Tôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi. Rồi tôi chụp màn hình rồi nha, tôi sẽ dán vô đây, rồi tôi sẽ rớp ngay cái phần này thôi đó. Rồi tôi enter. Rồi bây giờ tôi vẽ cái khung ngay chỗ này nè các bạn nha, tôi chọn cái hình chữ nhật, tôi vẽ ngay khung ngay đây nè. Đó, tôi sẽ quảng cáo banner ở đây nè. Đó, thì cái này là tôi cho cái viền này lên khoảng 5 pixel. Đó, banner quảng cáo tôi đặt đây nè. Ví dụ như banner này kích thước nhiêu ha, thì tôi tạo vùng chọn. Tôi tạo vùng chọn ha, tôi vẽ ha. Rồi
tôi vẽ tới đây ha, tôi lít chọn ở dưới layer phía dưới ha, tôi còn trên C ha, cộng cho N ha, thì tôi biết đây là kích thước của banner của tôi nè. Đó, thì 309 thì tôi kể như là 310 đi, 309 lên 310 đi, 310 nhân 750 nha. Thì bắt đầu tôi để trong đây là 310 nhân 750, tôi để cái chữ vô nè, banner quảng cáo nè, 310 nhân 750 pixel đấy, ok nha. Rồi nó nằm ở dưới cái hình, lôi nó lên đấy, Ctrl T Shift xoay cho nó dọc lại đấy, 310 nhân 2 750. Mai mốt mình làm, mình chỉ cần làm đúng cái thước này thôi. Rồi các bạn hình dung không? Rồi mình mới xê cái hình này lại. Tôi xê ra download luôn. Rồi tôi lưu JPEG luôn. Banner zin. Ví dụ như vậy. Rồi tôi thả vô chỗ này. Ha. Tôi đưa nội dung lên. Tải cái file mình vừa tạo á. Tải lên. Rồi. Rồi tôi thả đây. Lo vô thả đây. Đó, hoặc là mình bỏ cái khung này ra. Mình thả nguyên cái hình lên. Đó. Cái này để ngay góc này đi. Banner quảng cáo. Tôi cho cái chữ khác vô đi. Banner quảng cáo trên zin.vn. Đấy ha, các bạn móc cúp sẵn như vậy nè. Để chừng nữa mình biết là mình làm cái banner ngay chỗ này. Đó, ví dụ nhóm 3 đứa thì 3 đứa làm thử coi cái nào ok mình chọn. Các bạn dùng không? Còn không thì giao luôn mình nên nó làm cái đó. Nó làm không được cái đó thôi nó fail. Ví dụ như vậy. Đây là một cái cách mình móc cúp nè. Rồi tương tự như vậy, mấy cái kia, bốn cái kia mình móc cúp vô. Nha. Mình chỉ móc cúp thôi các bạn. Mình có thể bỏ mấy cái layout này, mình chèn nguyên cái hình của mình vô, đưa nội dung của mình vô. Ha. Cái này là landing page ví dụ như vậy. Rồi landing page là cái gì? Landing page là cái gì? Thì các bạn có thể là vô cái trang này các bạn tham khảo nè, ladibay.vn, vô đây tham khảo, bắt đầu sử dụng. Đây là một cái trang tạo landing page miễn phí ha. Thì cái gì miễn phí thì các bạn biết rồi, cái thư viện nó đơn giản, nó không có gì để nói. Rồi đây là giao diện mẫu nè, click vô đây. Các bạn muốn tìm về giao diện cái gì? Điện ảnh truyền hình ha, ô tô xe máy, du lịch, nhà hàng, khách sạn, giáo dục, du học, nội ngoại thất. Đó, thì một landing page nó bao gồm những thành phần nào? Mình coi thử một cái bài, coi người ta trình bày sao. Đó, ví dụ như vậy. Nghĩa là với cái bố cục này thì mình sẽ làm cái gì ở trên đây?
thì mình sẽ lấy cái bố cục nó giống giống vậy. Mình sẽ thiết kế cái gì các bạn? Thiết kế cái banner lớn nè ha, thiết kế những hình ảnh để mình nhúng vô nè, rồi thiết kế những hình đại diện của những cái bài viết nè. Thiết kế tức là hình ảnh này mình phải thiết kế, những cái hình ảnh mà nó liên quan tới thư viện thì mình chọn những hình nó đẹp, nó cùng với chủ đề của mình để vô, và mình sắp xếp nó giống giống vậy nè đó ha. Rồi những cái background mà thiết kế hình mình cũng phải thiết kế, mình cũng chọn, mình cũng rớp, mình cũng tạo chữ, mình cũng phải chỉnh màu, ví dụ như vậy. Thì cái này người ta gọi là landing page nè đó. Ví dụ mình control lăn chuột giữa đó, ví dụ như mình muốn là thiết kế landing page thì mình chụp đại diện cái hình nó như thế này. Rồi mình chụp cái khúc này thôi chứ nó dài lắm. Rồi mình chụp khúc này, ví dụ như cái là cái landing page của mình nó như vậy, mình chụp tới đây thôi đó. Rồi mình đưa vô, mình lưu cái này lại. Để tôi biết là cái bố cục landing page nó như thế nào, rồi chừng nữa bạn thiết kế cái gì trên đây nha. Rồi tôi mới đưa vô cái file mới nãy. Có landing page rồi đúng không? Rồi cái này landing page nè. Tôi upload lên. Upload cái file tôi vừa chụp lên á. Rồi tôi kéo tôi thả vô. Đó lên đây tôi như thế này ha. Đấy. Các bạn dùng không? Tức là mình cho người ta coi cái frame, cho người ta coi cái template, cho người ta coi cái vị trí mình sẽ upload cái banner. Rồi về cái Facebook hay Instagram hay là TikTok đó, thì các bạn cứ chụp một cái màn hình ngay chỗ nào có cái banner quảng cáo, thì chừng nữa mình sẽ thiết kế cái banner mình để vô ngay chỗ đó. Rồi thì cái này người ta gọi là kế hoạch thực hiện assessment nha. Rồi các bạn chỉ cần là download file PDF là các bạn nộp được rồi ha. PDF ha, tải xuống. Rồi nhóm 3 người thì 3 người lấy cái file đó nộp. Tất cả 3 người đều phải lấy cái file đó nộp hết, chứ không cần đại diện gì trên á nha. 3 người thì 3 người đều lấy cái file này nộp hết. Thì cái file này nó là file PDF. Mở lên, mình có 8 trang, thì trong đây nó hiển thị 8 trang cho mình. Đồ điện máy mình quảng cáo TV, màn hình LED 50 inch, màn hình cong, cái gì đó, thí dụ như vậy ha. Hoặc là quảng cáo tủ lạnh, hoặc là quảng cáo có gì trong nhà đem ra quảng cáo nha. Rồi chủ đề là tự do nha, cho nên tôi cần các bạn phải lên kế hoạch đó. Rồi những hạng mục, những cái chuyên mục mà mình sẽ thiết kế cho quảng cáo bao gồm thứ nhất landing page là cái sản phẩm, là một cái thiết kế trang web mà nó một trang một duy nhất, nó dài thòn lòn ra nha. Thì cái landing page này nó như thế nào thì từ từ các bạn nghiên cứu nhiều thêm. Thì trước tiên là các bạn phải thiết kế Photoshop, thiết kế những cái hình ảnh đó. Ví dụ như mình muốn làm một cái landing page mà với cái màn hình desktop, thì các bạn có thể là kích thước, cái width của nó là 1920, và chiều cao có thể dài thiệt là dài luôn, mấy ngàn luôn ha, hoặc là 1366 hoặc là 1280, còn chiều cao thì thoải mái, chiều cao dài thọn xuống luôn ha. Tùy theo mình trình bày bố cục nó bao nhiêu phần là đủ, thì mình phải tham khảo để mình biết đường làm, không tham khảo là không biết đường làm đâu. Rồi cái đó là một yêu cầu ha. Rồi yêu cầu thứ hai là các bạn thiết kế những cái banner, hoặc là banner ngang hoặc là banner dọc, để mình móc cúp vô một số trang web mà người ta có follow nhiều ha. Rồi cái thứ ba là mình quảng cáo một cái content, một cái hình, một cái gì đó trên một cái fanpage bán hàng nào đó,
hay là một cái nhóm nào đó nha. Ví dụ như Facebook thì thường thường là thiết kế một cái banner nó vuông ha, một banner vuông để quảng cáo trên Facebook. Rồi một cái app thì trên group Facebook cũng có cho các bạn tham khảo một cái app nha, hình dung không? Rồi sau khi mình đưa ra những cái hạng mục thiết kế như thế này nè, thì các bạn phải mock-up trước luôn. Ví dụ tôi muốn quảng cáo cái banner này trên trang zin.vn thì tôi sẽ mock-up vị trí nó ở đâu, trang nào của zin, thì tôi sẽ chụp màn hình zin và tôi xác định được cái banner này nè kích thước bao nhiêu, tôi để vô đây. Cái này là tôi tự làm nè, tôi chụp màn hình xong rồi tôi vẽ cái khung này, tôi biết cái khung này là 310 nhân 750 pixel thì tôi để đây luôn, để chừng nữa mình biết là mình làm gì. Và mình chỉ cần làm cái này thôi nè các bạn, mình làm banner này thôi nè, rồi mình quăng vô đây nữa là ok, là xong một hạng mục, ví dụ như vậy ha. Rồi khi mình làm landing page thì mình cũng tham khảo, mình bán về đồ nội thất thì mình sẽ làm bố cục dạng giày, dạng như giày thôi, nghĩa là mình có bao nhiêu phần. Phần thứ nhất là banner lớn, phần thứ hai là giới thiệu, phần thứ ba là hình ảnh gallery, phần thứ tư là hình ảnh phản ánh của khách hàng, ví dụ như vậy. Tức là nó có bao nhiêu phần, nó dọc dài xuống đây nó còn dài nữa, nhưng mà cái màn hình mình không cho phép chụp nhiều, cho nên mình chụp nhiều thôi mình để vô. Và những cái template này các bạn có thể tìm thoải mái, các bạn gắn vô để chuyện nữa mình thiết kế các bạn. Mình thiết kế lại tên thương hiệu của mình là cái gì, sản phẩm của mình là gì, hình ảnh của mình là gì. Rồi mình có cần thiết kế background hay không, có cần thiết kế mấy hình nhỏ nhỏ này hay không, thì cái đó các bạn phải tự quyết nha. Cái này là chỉ là cái template để mình biết là landing page là nó có bao nhiêu phần. Các bạn hiểu không? Rồi tương tự như vậy, ví dụ như là Facebook các bạn móc cúp sao, các bạn cho tôi thêm một trang. Rồi cái app các bạn làm cái gì, các bạn cho tôi thêm một trang nữa là ok. Và chỉ cần các bạn làm một cái trang đầu thôi, móc cúp một trang đầu thôi, để nguyên cái điện thoại vô đó. Rồi để cái tên, chưa cái tên, cái logo, cái slogan gì đó mà nếu mình nghĩ ra được thì mình cứ để lên, móc cúp một cái điện thoại là ok. Thì mình trở lại cái nhóm Facebook của mình nè. Ở đây tôi có cho các bạn tham khảo Tùng, Lê Văn Tùng xin đi test nè. Đây, tham khảo thiết kế một cái app. Đó, mình làm từ cái giao diện đầu tiên này nè. Tức là cái giai đoạn đầu á, mình thiết kế bằng Photoshop, bằng hình ảnh hết. Rồi giai đoạn sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Figma để các bạn làm cái trải nghiệm như thế này, giống như người ta đã lập trình rồi. Các bạn hình dung không? Đấy. Và mấy cái này là mình tự thiết kế hết nè, mình tự bố cục, mình tự làm hết á. Mình có thể tham khảo một cái app nào đó, mình có thể copy hình, mình có thể cắt hình, mình lắp ghép làm sao nó ra được một cái layout app như thế. Cho nên mình mới cần làm nhóm. Ví dụ như nhóm mình 4 đứa đúng không? 2 đứa nó làm landing page với banner, 2 đứa nó làm app là ok. Bài này là 2 đứa làm nè. Cho nên bắt đầu mình lên kế hoạch, xong là tuần sau bắt đầu mình làm, mình chạy deadline. Rồi trong quá trình làm các bạn cứ hỏi thoải mái nha, tôi sửa hết á. Còn các bạn không sửa thì thôi, thương tình thì cho 4-5 điểm đậu qua môn nha. Còn các bạn mà hỏi thì chắc chắn là các bạn điểm cao. Tại vì mình hỏi, thứ nhất là mình học hỏi được là cái layout nó đúng, cái thứ hai là nó đẹp, cái thứ ba là mình có sản phẩm mơ mốt mình khoe. Đó. Giáo sư bác sĩ Trần Bá Hộ đấy không? Nó ghép cái hình mặt tôi á. Rồi, đó. Cái app nó bao nhiêu cái màn hình thì mình thiết kế bao nhiêu cái file Photoshop nha. Và những cái file Photoshop đơn giản mình cứ làm như thế này thôi nè. Rồi mình móc cúp vô cái điện thoại. Đó, Photoshop mình thiết kế như vậy nè. Ví dụ như kích thước của iPhone Pro Max 3 gì đó, iPhone Plus đó bao nhiêu
thì các bạn làm cái new file của Photoshop y chang vậy, rồi các bạn để mấy cái này vô đó ha. Đây là những cái file Photoshop đó, rồi ở đây nó có rồi, cái mình mới lụm, mình kéo tạo hiệu ứng. Lúc đó từ từ tôi chỉ ha. Những buổi cuối cùng mình sẽ học về cái này, học về cái cách mà tạo diễn hoạt cho nó. Còn bây giờ mình chỉ cần lên ý tưởng nè, mình lên bố cục nè, mình lên nội dung nè, mình phân công nè, và mình thiết kế những cái file Photoshop giống vậy nè, là ok. Tìm những cái móc cúp cho nó đẹp, mà móc vô cho nó ok. Rồi, xong cái app ha. Gì cười Phúc à? Gì? Em nói gì vậy? Móc lỗ mũi. Tôi làm gì sao tôi nhớ? Rồi, bây giờ để tham khảo cái landing page thì mình có thể search đủ thứ kênh hết, nhưng mà cái kênh này nó vui hơn nè, ladibay.vn ha, ladibay.vn đó. Thì ở đây nè các bạn bắt đầu sử dụng miễn phí. Đây là một cái trang web, đây là một cái tổ chức, nó thực hiện, chuyên thực hiện landing page ha. Và ở đây nó có một đống giao diện mẫu. Rồi, các bạn muốn thực hiện một cái giao diện chủ đề gì, các bạn chọn cho đúng. Ví dụ tôi làm về bán xe, lết vô ô tô xe máy nha. Thì nó có bao nhiêu mẫu như thế này nè. Các bạn dựa vào cái mẫu này để bắt đầu các bạn thiết kế nha. Rồi các bạn xem nè. Một cái landing page nó bao gồm những phần như sau. Phần đầu tiên banner bự, lúc nào cũng có banner bự này hết. Rồi mình phải coi coi bố cục nó làm như thế nào, hình ảnh thiết kế làm sao, mình bắt chước mà làm giống giống vậy nha. Ví dụ bắt rau là hình người mẫu nó phải, nó đứng bên đây, bên trái là để chữ, để chữ mình phải sắp xếp ngay ngắn như thế này, các bạn hiểu không? Ở đây nó phải có cái nút, ở đây nó có chữ nhỏ, ở đây chữ lớn, đây chữ nhỏ, ví dụ như vậy. Mình phải bắt chước nó giống giống vậy. Rồi ở đây nó có ba banner nhỏ, thì ba banner nhỏ này mình thiết kế như thế nào, mình cũng phải bắt chước giống giống vậy. Tôi nói nó có nghe không ta, ngồi cười không vậy ta? Hả? Tôi nghĩ nói nha. Rồi, cái banner ngang mình thiết kế như thế nào, mình cũng bắt chước làm giống giống vậy. Ví dụ như vậy ha. Thì đây là để tham khảo bố cục của landing page nha. Là nó có bao nhiêu phần, mình bắt chước mình làm giống giống vậy. Cho cái sản phẩm của mình, cho cái dịch vụ của mình. Và mình cố gắng là mình tìm những cái chủ đề cho nó hợp ha. Ví dụ như giới thiệu một công ty mới đó, thương hiệu mới, sự kiện ha, nội thất, ví dụ như vậy. Văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh không có, bất động sản đó, ví dụ như mình quảng cáo về bất động sản đó, xem trước đấy ha. Khá đơn giản, landing page khá đơn giản. Rồi, với landing page thì mình chú ý là mình có thể làm hai phiên bản luôn. Phiên bản dành cho desktop, tức là màn hình PC, màn hình laptop. Phiên bản dành cho mobile, tức là dành cho điện thoại mobile ha. Đấy. Cho nên các bạn phải tham khảo hết cả hai phương án để mình thiết kế hình ảnh cho nó hợp lý. Ví dụ hình ảnh mà dành cho desktop nó bự, nó lớn, chữ lớn ha, tới hồi mà phiên bản dành cho mobile cái nó nhỏ xíu lại ha, chữ nó xuống hàng tùm lum tùm la, ví dụ như vậy. Thì cái phần này mình cũng có thể thiết kế lại luôn ha. Ví dụ như desktop thì chiều cao cái banner này nó rất là cao, nó tới cả ngàn gì lận, vô mobile cái nó ngắn lại có chút xíu nè ha. Rồi hình chữ ở đây nó sắp xếp như thế này, dọc xuống, còn này thì nè nó ngang qua. Đó, cái này nó ngang qua. Đấy, thì mấy cái này là mấy cái mình cần thiết kế đó các bạn. Ha, thì design nó nhìn nó mới biết, nó mới đường, nó mới biết đường làm assessment.
nó mới biết đường làm HTML CSS của nó nha. Và mình thiết kế những layout như thế này nè, mình để dành mai mốt mình học HTML mình sẽ làm y chang vậy nè. Còn hiện nay mình chỉ cần thiết kế những cái hình ảnh thôi. Rồi làm hình ảnh xong thì các bạn sử dụng thêm một cái tool gọi là cái tool Figma ha, Figma, để mình tạo cái sự trải nghiệm, tức là lướt lên lướt xuống thì như thế nào, lướt vô đây thì nó chạy qua cái slide nào, lướt vô đây chạy qua slide nào, làm gần giống như là PowerPoint vậy đó ha. Nhưng mà nó có một cái tool khác hoàn toàn mà nó khá dễ, tại vì mình cho nó chạy giao diện thôi chứ không có gì khó, hình dung không? Chưa có code gì trơn rồi á, tức là học Photoshop để làm hình ảnh. Rồi tới đó đi, từ từ tính. Nếu các bạn làm tới đó được là ok, đạt yêu cầu rồi đó. Gì vậy? Mấy đứa này nó làm sao đâu, tôi buồn, tôi nghĩ. Hờn quá, hờn mát cái mấy này quá.